Dạ, Hiếu Phan xin mến chào tất cả vị khán giả, chào mừng quý vị trở lại với bản tin trên kênh của Hiếu. Thì nội dung thông tin hôm nay khá là thú vị. Có hai cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất là nói về một người phụ nữ cũng tên là Huệ đó bị phạt 12 năm tù về cái tội là tuyên truyền nhằm lật đổ coi như là chính quyền, coi như là tuyên truyền những cái thông tin nó sai sự thật, xuyên tạc cơ quan chức năng Việt Nam thưa quý vị thì hôm nay cái bà này cũng đã bị bắt cái bà này cũng tên Huệ thì có một vị khán giả cũng bình luận ở trong cái video trước cho Hiếu biết á, là Hiếu ơi có cái bà tên Huệ ở Long An bị bắt có phải là bà Kim Huệ có liên quan đến trong câu chuyện của Thiền Am hay không? Bà này cũng lên trên mạng xã hội xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của đại gia đình Thiền Am rất là dữ dội và đặc biệt là xúc phạm đến cụ Lê Tùng Vân vu khống bị đặt cho thầy các kiểu hết. Đó, thì sau khi mà Hiếu thấy được cái thông tin mà quý vị khán giả cho Hiếu biết như vậy á thì Hiếu mới lên trên báo thì phát hiện được một cái bài báo tuổi trẻ cũng có nói về cái nhân vật bị bắt này nhưng mà cái bà này không phải là cái bà Kim Huệ có liên quan đến cô Lê Thu Vân ở Thiền Nam Minh Bầu Vũ Trụ mà bà này có cái tên là Nguyễn Thị Bạch Huệ 60 tuổi thường trú ở Cần Thơ nhưng mà tạm trú tại xã Long Thượng huyện Cần Duộc tỉnh Long An đó thưa vị khán giả cũng ở tỉnh Long An chỉ là tạm trú thôi nha. À, đây là cái thông tin thứ nhất một chút xíu nữa hiếu sẽ chia sẻ cái bài viết này do phát thành viên chia sẻ cho chúng ta biết về cái tội danh của bà này và bà này cũng đã bị bắt và bị phạt 12 năm tù về cái tội là xuyên tạc chống phá chính quyền thưa quý vị và cái nội dung thứ hai là có liên quan đến cái sự việc mà sử dụng mạng xã hội uh, xảy ra tranh cãi tranh chấp với nhau rồi dùng những cái ngôn từ đó uh, không cho phép từ bên phía pháp luật nó làm ảnh hưởng đến mất an ninh trật tự trên mạng xã hội cũng như là ảnh hưởng đến đời tư của người khác thì giữa hai bên đấu đá với nhau có những cái ngôn từ nó thiếu văn hóa ở đây à, chúng ta cũng biết là mạng là ảo nhưng mà ở tù là có thật thì hôm nay báo công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã uh, cho chúng ta biết những cái vụ án mà nó rất là dễ gây đến uh, tội danh là 331, đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. ở đây thì họ cũng có đưa ra một cái vụ án mà dư luận rất là quan tâm và ai cũng biết hết, đó là vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. thưa vị khán giả mạng xã hội là ảo nha. Đó. nhưng mà ở tù là có thật bởi vì có những người lên trên mạng xã hội đó thưa vị sống ảo nè rồi à, tự nhận mình là người có quyền lực đó rồi tự cho mình là cái người có quyền muốn chửi ai thì chửi muốn xúc phạm ai thì xúc phạm nhưng mà cuối cùng thì đi tù là có thật thưa vị khán giả thì đây là cái nội dung mà báo động từ bên phía cơ quan chức năng gửi đến cho chúng ta được biết về cái việc là sử dụng mạng xã hội để giải quyết tranh chấp thưa quý vị. Thì trước khi vào nội dung thông tin chi tiết, Hiếu cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc À. Rồi đến với cái nội dung đầu tiên thì Hiếu cho quý vị khán giả nghe cái bà Nguyễn Thị Bạch Huệ bị phạt tù 12 năm về cái hoạt động là tuyên truyền nhằm mà lật đổ chống chính quyền ở đây thì chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng mong chờ là cái bà mà cũng tên huệ có liên quan đến câu chuyện của thiền am bị bắt đúng không quý vị khán giả nhưng mà từ từ thì em nào cũng có thưa quý vị thì trước tiên thì chúng ta nghe cái bà huệ này bị bắt và bị phạt tù 12 năm về cái tội danh như thế nào nhé nếu mời quý vị khán giả cùng nghe và quý vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý cho hiếu à phạt 12 năm tù người phụ nữ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tham gia tổ chức hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo lời rủ rê được cấp tiền, cấp nhà, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 12 năm tù đối với Nguyễn Thị Bạch Huệ. Ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Bạch Huệ. 60 tuổi, thường trú Cần Thơ, tạm trú tại xã Long Thượng, huyện Cần Duột, Long An về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Huệ đi thành phố Hồ Chí Minh gặp một người phụ nữ từ Mỹ về và được người này lôi kéo vào tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là tổ chức do Đào Minh Quân thành lập ở Mỹ từ năm 1990. Vì để được cho tiền, cho nhà theo lời rủ rê, Huệ đã tạo Facebook, chụp hình gạch bỏ lãnh tụ, làm đơn xin gia nhập tổ chức này. Sau một tháng tham gia, Huệ được hướng dẫn cài đặt ứng dụng để họp trực tuyến, học và đọc tiểu sử của Đào Minh Quân. Nghe huấn thị và được phân công viết bài tuyên truyền về tổ chức. Đồng thời thực hiện việc nói xấu, phỉ bán chính quyền, xúc phạm lãnh tụ, lôi kéo và tập hợp thêm người để lật đổ nhà nước Việt Nam thông qua các nền tảng mạng xã hội. Huệ đã nhận được tổng cộng khoảng 10 triệu đồng do tổ chức này chuyển về. Do hoạt động tích cực, Huệ cũng được nâng cấp bậc nhiều lần từ thiếu úy lên thiếu tá. Đến tháng 4 năm 2023, Huệ bị khởi tố, bắt tạm giam với nhiều tài liệu chứng cứ hoạt động trong tổ chức. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Huệ cho biết ban đầu chỉ muốn được cấp tiền, cấp nhà nên gia nhập tổ chức. Sau đó đã muốn thoát ra khỏi nhưng sợ bị trả thù nên vẫn chưa thoát mà cứ hoạt động theo sự phân công của người khác do Huệ có biểu hiện ăn năn hối cải, thành thật khai báo và là em ruột liệt sĩ, mẹ ruột của người được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nên hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ tội. Trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An còn phát hiện thêm Vũ Đình Lan. Ngụ Đắc Lắc, Nguyễn Thị Sành, Nguyễn Thị Chính, Tiền Giang cũng tham gia tổ chức của Đào Minh Quân. Tuy nhiên, những người này đã được thủ lý xét xử trong những vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tại các địa phương khác nên không xét xử trong vụ án này. Đó, quý vị khán giả cũng vừa nghe một bài phóng sự nói về bà Nguyễn Thị Bạch Huệ bị bắt về cái tội là lật đổ chính quyền nhân dân theo lời gũ ghê và được cấp tiền, cấp nhà và có những cái hành vi chống phá nhà nước và đặc biệt là bôi nhọ bôi xấu đến lãnh tụ của đất nước Việt Nam thì bà này đáng lẽ là cái tội rất là nặng ở đây nhưng mà do bà Huệ cũng có biểu hiện là ăn năn hối cải rồi thành thật khai báo và là em ruột của liệt sĩ rồi mẹ ruột của bà này á là người được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ nên hội đồng xét xử người ta cũng đã xem xét và giảm nhẹ tội cho bà ấy quý vị rồi quá trình điều tra thì bên phía cơ quan an ninh tỉnh Long An thì họ còn phát hiện thêm nhiều nhân vật trong cái đường dây của bà Nguyễn Thị Bạch Huệ này nữa Tuy nhiên thì những người này cũng đã được thụ lý xét xử trong những vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tại các địa phương khác nên không xét xử trong vụ này. Vụ này là riêng tỉnh Long An xét xử bà nguyễn thị bạch huệ này mà thôi đó thì chúng ta cũng đã rõ cái nội dung thông tin là bà này bị bắt về cái tội danh gì thì ở đây có rất là nhiều quý vị khán giả cũng uh, mong chờ là cái bà huệ có liên quan đến câu chuyện của thiền am uh, cũng bị uh, xa lưới đúng không quý vị khán giả thì chúng ta chờ đợi cái kết quả như thế nào uh, thời gian uh, quả báo sẽ ra sao bởi vì cái bà này hiếu thấy là lên trên mạng xã hội cũng xúc phạm đến cụ lê tùng vân rất là nặng nề ở đây thưa quý vị đó thì chúng ta còn chờ đợi nhé đó là cái nội dung thông tin thứ nhất quý vị khán giả cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét cho cái hành vi của bà Nguyễn Thị Bạch Huệ này à, như thế nào nhé Hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à và đến với cái nội dung thông tin tiếp theo thì Hiếu cũng xin cập nhật cái bài viết trên báo công an nói về cái báo động nạn sử dụng mạng xã hội để giải quyết tranh chấp hiện tại đây thì quý vị khán giả cũng biết là có những drama rất là đình đám À, mà những nhân vật sử dụng mạng xã hội như là youtube cũng đang rất là à, bất chấp cãi vã với nhau tranh chấp với nhau và dẫn đến là cái vấn đề làm đơn thưa kiện đấu tố với nhau các kiểu thưa vị ở đó thì chúng ta nghĩ ngay đến cái vụ của bà nguyễn phương hằng hay là cái vụ của Thiền A Minh Bờ Vũ trụ hiện tại đây thì những kênh YouTube cũng đang đấu đá với nhau rất là dữ dội. Đó không may thì vướng vào vòng lao lý về cái tội danh 331 thì thật sự là đáng buồn đúng không quý khán giả. Thì đây cũng là một cái à, tình trạng đáng báo động thưa vị mà báo công an gửi đến cho chúng ta được biết. Qua cái bài viết này thì à, sẽ có rất là nhiều kênh YouTube cũng đang rung rẩy khi mà lên chia sẻ những cái ngôn từ thiếu chuẩn mực mà pháp luật không cho phép rồi xúc phạm đến đời sống danh dự nhân phẩm của người khác hay là tranh chấp chửi bới nhau trên mạng xã hội và thậm chí là cả ngoài xã hội còn tác động cả tay chân nữa thưa quý vị và điều quan trọng nhất ở đây lên tiếng từ bên phía công an á thì cho rằng là nó mất an ninh trật tự trên mạng xã hội thưa quý vị thì cái bài viết như thế này thì Hiếu cũng xin đọc một đoạn thôi À, vừa qua tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt án tù đối với bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là một trong những vụ án điển hình về việc sống ảo nhưng đi tù là thật. Vụ án như hồi chuông giống lên cảnh tỉnh mọi người về chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội hiện nay thế nhưng những ngày qua dư luận xôn xao khi tài khoản thắng đặng trên facebook đưa thông tin ông dcm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần thương tính Sa Công Băng bị cấm xuất cảnh Sa Công Băng đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng thông báo đây là thông tin bịa đặt và vu khống nhằm bôi nhọ bôi xấu lãnh đạo Sa Công Băng thông tin không đúng sự thật này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cá nhân của ông DCM cũng như hoạt động của ngân hàng Sacombank. Việc tài khoản thắng đặng đăng bài viết không đúng sự thật đã được Bộ Công an kịp thời ra thông báo. Theo đó, thông tin cấm xuất cảnh đối với ông DCM là không đúng sự thật. Tuy sự thật đã rõ, nhưng hậu quả để lại không nhỏ giá cổ phiếu của ngân hàng Sacombank giảm mạnh. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thì đây cũng là một trong những trường hợp cũng lên trên mạng xã hội đưa những cái thông tin sai lệch sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của cái ông giám đốc ngân hàng Sacombank hay là làm thất thoát về cái cổ phiếu à, giảm mạnh của ngân hàng Sacombank ở đây thì cũng đang bị cơ quan chức năng họ sờ gáy thưa quý vị đó thì còn rất là nhiều trường hợp nữa nhưng mà Hiếu chỉ túm lại một cái sự việc đó thôi và quan trọng nhất là trong cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng thì ở đây bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh họ cũng liệt kê vào đây là một trong những vụ nó cũng sống ảo nó cũng lên mạng xã hội bất chấp nó chửi bới với nhau đấu tố với nhau thưa kiện với nhau dẫn đến cái việc mạng là ảo nhưng đi tù là thật thưa vị bên cạnh đó thì chúng ta cũng uh, yêu thương theo dõi câu chuyện của thiền am thì hiện tại đây chúng ta cũng thấy rằng còn rất là nhiều kênh YouTube cũng lên mạng xã hội bịa đặt những cái sự việc, những cái thông tin mà nó chưa có đầy đủ cơ sở chứng cứ để mà vu khống xúc phạm làm nhục đến danh dự nhân phẩm của cụ Lê Tùng Vân, thầy ông nội nói riêng và đại gia đình Thiền A an Minh Bầu Vũ Trụ thì cũng mong rằng là bên phía cơ quan chức năng như là công an hay là bên sở 4T, sở truyền thông và thông tin cũng vào cuộc gà sót xem xét xem là những cái thông tin đó có đúng sự thật hay không đó nếu mà không đúng thì phải xử lý theo quy định của pháp luật để nếu không sẽ làm ảnh hưởng gây hại đến đời sống tinh thần của người ta của gia đình người ta như là đại gia đình thiền Am đúng không vị khán giả thì chúng ta cũng cần phải lên tiếng thưa vị thì đây cũng là nội dung thông tin mà Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết về cái nội dung báo động nạn sử dụng mạng xã hội để giải quyết tranh chấp mạng là ảo nhưng ở tù là có thật thưa vị thông tin nữa có liên quan đến bà Huệ bị bắt cũng ở tỉnh Long An tòa án tỉnh Long An thì ngày hôm qua cũng đã diễn ra và bà này bị phạt 12 năm tù thì bà Huệ đó ở long an thì chúng ta cũng tưởng rằng ngộ nhận là bà huệ có liên quan đến câu chuyện của thiền am thì quý vị khán giả cũng hỏi hiếu làm hiếu cũng rất là giật mình rất là bất ngờ nhưng mà cập nhật lại thì không phải thưa quý vị bà kia là bà kim huệ còn bà này là bà bạch huệ thưa quý vị đó thì à, quý vị khán giả nhận định như thế nào quý vị cũng để lại bình luận góp ý và nhận xét cho hiếu nhé đồng thời bấm một like một đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của hiếu phát triển hơn nữa à xin cảm ơn quý vị rất là nhiều một lần nữa cuối video hiếu mến chúc tất cả quý vị thân thương trên kênh lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe tăng tâm an lạc và gia đình hạnh phúc còn bây giờ xin kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ à.